Rồi, chào mừng các em đã đến với bài học ngày hôm nay. Như vậy, ngày hôm nay lớp 6 chúng ta sẽ học bài tiết thứ 23. Trước tiên, chúng ta cùng nhau khởi động nha. Các em hãy nghe bài hát Em đi trong tươi xanh và thực hiện vận động cơ thể. Hát Em đi trong tươi xanh. Đó là bài hát ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học nha. Chủ đề 6. Và chủ đề 6 có tên Cùng vui hòa ca. Ở chủ đề 6 này chúng ta sẽ học tiết thứ 23. Học bài hát Em đi trong tươi xanh. Và tiếp theo là nhạc cụ tiết tấu bài thực hành số 5. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài hát. Các em nghe bài hát và quan sát văn bản để trả lời các câu hỏi sau. Bài hát Em đi trong tươi xanh do ai sáng tác? Bài hát có giai điệu như thế nào? Nội dung của bài hát nói lên điều gì? Và bài hát được chia làm mấy đoạn? Ha. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời từng câu hỏi. Rồi, đầu tiên bài hát Em đi trong tươi xanh do nhạc sĩ. Nhạc và lời của nhạc sĩ Vũ Thanh. Bài hát có giai điệu như thế nào? Giai điệu viết theo nhịp 3, 4. Trong tươi xanh chim hòa bình tung cánh mênh mang.
chúng ta vừa mới nghe xong bài hát. Và bây giờ mình trả lời câu hỏi luôn. Tác giả nhạc sĩ Vũ Thanh. Lời ca trong sáng, giai điệu bay bổng, tiết tấu uyển chuyển nhịp nhàng. Bài nhạc sẽ gồm có hai đoạn. Đoạn 1. Từ đầu, từ em đi trong tươi xanh cho tới trong ánh nắng bình minh. Trong ánh nắng bình minh, em đi trong tươi xanh cho tới trong ánh nắng bình minh. Đoạn 2, từ em đi trong tươi xanh cho tới hết. Nội dung bài hát. Bài hát đây là cảm xúc của các bạn thiếu nhi về đất nước Việt Nam thống nhất, hòa bình và tươi đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập bài hát này. Chúng ta sẽ hát đoạn 1. Em đi trong tươi xanh cho tới nắng bình minh. Chúng ta nghe và hát theo nhé. Em đi trong tươi xanh, chim hòa bình tung cánh, mênh mông một bầu trời, ánh cờ sao lấp lay. Em đi trong tươi xanh, thơm hương lúa bay quanh, rừng vàng ngân tiếng hát, trong ánh nắng bình minh. Đoạn 1. Chúng ta cùng nhau hát lại nha. Em đi trong tươi xanh này bạn. Em đi trong tươi xanh, chim hòa bình tung cánh, mênh mông một bầu trời, ánh cờ sao lấp lánh. Em đi trong tươi xanh, thơm hương lúa bay quanh, rừng vang ngân tiếng hát, trong ánh nắng bình minh. Chúng ta hát lại lần cuối cùng nha. Em đi. Rồi chúng ta tiếp tục sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là đoạn còn lại. Em đi trong tươi xanh. Đúng rồi, lên ca. Đi trong tươi xanh, bao la tình non nước, vầng hào quang lung linh, trên sông núi quang vinh, bầu trời xa vẫy gọi, xôn xao niềm mơ ước, thênh thang đường em bước, núi cao bay đẹp bóng cờ. Chúng ta cùng làm lại nha. Em đi trong tươi say, bao la tình non nước, vầng hào quang lung linh, trên sông núi quang vinh, bầu trời xa vẫy gọi, xôn xao niềm mơ ước,
thênh thang đường em bước, cưới sao bay đẹp bóng cờ. Rồi chúng ta cũng hát lại lần nữa nha. Em đi, rồi cái đoạn cuối này nó hơi khó, chúng ta tập thêm lần nữa nhé thầy. Em đi trong tươi say, bao la tìm non nước, vầng hào quang lung linh trên sông núi quang vinh, bầu trời xa vẫy gọi tôn cao niềm mơ ước, thênh thang đường em bước, dưới cao bay đẹp bóng cờ. Giờ chúng ta sẽ rap toàn bài nha. Em đi trong tươi xanh, chim hòa bình tung cánh, mênh mông một bầu trời, ánh cờ sao lấp lánh. Em đi trong tươi xanh, thơm hương lúa bay quanh, rừng vàng ngân tiếng hát, trong ánh nắng bình minh. Lên chào. Em đi trong tươi xanh, bao la tình non nước, vầng hào quang lung linh trên sông núi quang vinh, bầu trời xa vẫy gọi tôn cao niềm mơ ước, thênh thang đường em bước, dưới sao bay đẹp bóng cờ. Chúng ta cùng hát lại lần nữa cho thầy. Chúng ta vừa mới tập hát xong bài hát Em đi trong tươi xanh. Tiếp theo chúng ta hãy nêu cảm nhận của bài hát này. Em hãy nêu cảm nhận của mình sau khi học xong bài hát Em đi trong tươi xanh. Phần thứ hai, nói về nhạc cụ tiết tấu, chúng ta sẽ học bài thực hành số 5. Chúng ta sẽ nhận xét hai mẫu tiết tấu sau đây. Các em hãy xem, quan sát hai mẫu A và B, sau đó thảo luận theo nhóm để nhận xét về điểm giống và khác nhau của hai mẫu trên. Nhất là so sánh về nhịp là 1, tiết tấu là 2,
tiết tấu là 2, hình nốt là 3. Đây, mẫu A và đây mẫu B. Chúng ta nhận thấy ở nhóm 1 phân tích cho thầy mẫu A, nhóm 2 phân tích mẫu B. Như vậy, chúng ta nhận thấy ở mẫu A, chúng ta thấy có 3 nốt đen liên tiếp nhau. Đen, 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 3 phát vừa đủ trong nhịp 3-4. Còn ở phát B, ở tiết tấu B thì chúng ta nghỉ một phát đầu tiên và đánh hai phát sau thôi. Nghỉ, đánh, đánh, không nào. Cũng giống nhau nhưng mà khác nhau ở chỗ dấu lặng và ở đây là nốt đen. Đây, chúng ta nhận thấy đều là nhịp 3-4 hết, giống nhau, các nốt đen và hình nốt đen luôn. Nhưng khác nhau ở chỗ nốt lặng và nốt đen. Lặng ở đây và đây thay bằng nốt đen vậy thôi. Chúng ta sẽ luyện tập hai mẫu tiết tấu. Các em lần lượt luyện tập gõ hai mẫu tiết tấu A và B theo nhóm. Sau đó mình sẽ hòa tấu các nhạc cụ gõ kết hợp cùng lúc hai mẫu tiết tấu này. Giờ mẫu A, chúng ta lấy phát ra gõ nha. Mẫu A. Đen, 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 đen. Mẫu A, chúng ta làm lại. Rồi bây giờ chúng ta sang mẫu B. Nghỉ, đen, đen. Nghỉ, đen, đen. Nghỉ. 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 Rồi bây giờ chúng ta sẽ gõ đệm cho bài hát này. Tấu A nha. Tấu B nha, có chú lặng nha. Rồi bây giờ các em sẽ luyện tập và hát lại bài hát Em đi trong tươi xanh theo nhạc nền và kết hợp vận động chân tay. Các em sẽ tập luyện gõ đệm một đoạn nhạc trong bài hát Em đi trong tươi xanh và các em hát đồng thanh và vận động theo nhịp bài hát Em đi trong tươi xanh. Bye.
giờ các em hãy tự sáng tạo mẫu đệm, gõ đệm và vận động theo bài hát và kết hợp với các hình thức biểu diễn khác nhau, đơn ca, song ca, tốp ca để thể hiện bài hát Em đi trong tươi xanh nhé. Giờ chúng ta sẽ thể hiện nam nữ nha. Nam hát trước một câu. Này bạn nam. Em đi trong tươi xanh, chim hòa bình tung cánh, mênh mông một bầu trời, ánh cờ sao lấp lánh. Tới nữ. Em đi trong tươi xanh, thơm hương lúa bay quanh, rừng vang ngân tiếng hát trong ánh nắng bình minh. Cả lớp. Em đi trong tươi xanh, bao la tình non nước, đồng hào quang lung linh trên sông núi quang vinh, bầu trời xưa mấy gọi tôn sao niềm mơ ước, thanh thang đường em bước dưới sao bay đẹp bóng trời. Rồi về nhà chúng ta sẽ tập hát nhuần nhuyễn bài hát Em đi trong tươi xanh. Chuẩn bị nội dung tiết học sau đó là nhạc cụ, giai điệu. Bài thực hành số 5, nhạc cụ sáo, recorder hoặc kèn phím. Cảm ơn các em đã nghe giảng và bài học hôm nay chúng ta đã hết rồi.